Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tiếp tục giằng co ở trên ngưỡng 2.300 đô la Mỹ một ao, khi trước đó đã có phiên tăng mạnh vào đầu tuần, 7 đồng đô la Mỹ giảm giá do kỳ vọng gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ở trong nước, giá vàng miếng tiếp tục bứt phá, có nơi đạt mức 87.500.000 đồng một lượng. Trong khi giá vàng nhẫn bốn số 9 duy trì ở trên mốc 75.000 đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 16.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 4.000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bốn số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 85.100.000 cho đến 85.600.000 đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 86.800.000 cho đến 87.500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốn số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 74.400.000 đồng một lượng và 75.600.000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 85.300.000 đồng một lượng, chiều bán 87.500.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 85.300.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 87.500.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua về chiều bán tại SJC 2.200.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 85.300.000 đồng một lượng và 86.800.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá tương tự so với tại Thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 85.300.000 đồng một lượng và 86.800.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1.500.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 85.100.000 đồng một lượng, chiều bán 87.400.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 85.100.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 87.400.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại PNG 2.300.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 85.400.000 đồng một lượng, chiều bán 87.400.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 85.500.000 đồng một lượng, chiều bán 87.400.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 85.600.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 87.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 85.200.000 đồng một lượng, chiều bán 87.200.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốn số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 28.678.000 đồng một lượng đến 73.500.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 31.178.000 đồng một lượng đến 75.200.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn,
Giá vàng phục hồi nhẹ sau khi giảm tuần thứ hai liên tiếp vào tuần trước. Động lực cho phiên tăng này là đồng đô la Mỹ xuống giá sau báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng mà Bộ Lao động của Mỹ công bố ngày hôm thứ Sáu tuần trước. Bản báo cáo giúp làm dịu đi mối lo rằng nền kinh tế có thể vẫn đang tăng trưởng quá nóng, theo đó củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Sau khi báo cáo được đưa ra, thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9. Trước đó, nhiều nhà đầu tư và các chuyên gia đã lo ngại rằng Fed sẽ không giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí có thể sẽ tăng thêm lãi suất một lần nữa. Gần đây, mối lo Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn và căng thẳng địa chính trị dịu đi ở Trung Đông đã khiến cho giá vàng giảm hơn 100 đô la Mỹ từ mức kỷ lục trên 2.400 đô la Mỹ được thiết lập hồi tháng 4. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng áp lực giảm trong ngắn hạn không làm xấu đi triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn, bởi rốt cục Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất. Chiến lược gia ông Daniel Galli của công ty TD Securities nhận định, xu thế mất giá vàng trong 2 tuần vừa qua có thể đã chấm dứt. Giá vàng đang đứng trước khả năng nối lại xu thế tăng. Ông Krishan Gopal, nhà phân tích thị trường của Hội đồng Vàng Thế giới nhận định, sức mua của các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục kéo dài. Yếu tố này là động lực chính của xu hướng giá vàng thế giới trong thời gian tới. Ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management dự báo, vàng còn rất nhiều yếu tố để tăng giá trong thời gian tới. Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs viết, chúng tôi vẫn dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm nay vào tháng 7 và tháng 11. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 49,7% Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9. Ở trong nước, giá vàng miếng cao chưa từng thấy và nới rộng chênh lệch với giá vàng thế giới. Dù ngân hàng nhà nước gần đây đã tổ chức đấu thầu vàng miếng để tăng nguồn cung cho thị trường. Theo thông tin mới nhất, ngân hàng nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay ngày 8 tháng 5. Ngân hàng nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng. Mức giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 85.300.000 đồng một lượng. Điểm mới của phiên đấu thầu ngày hôm nay là lượng tham gia tối thiểu chỉ còn 700 lượng vàng thay vì 1.400 lượng như 4 phiên trước đó. Trước đó, trong 4 phiên đấu thầu đã được thông báo kế hoạch, có 3 phiên bị hủy do không đủ thành viên tham dự. Hiện tại, với mức độ ế ẩm của các phiên đấu thầu vàng được tổ chức từ tháng 4 cho đến nay, mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng của ngân hàng nhà nước cũng rất khó đạt được. Các chuyên gia cho rằng, giải pháp căn cơ nhất vẫn là cho phép nhập khẩu vàng, chấm dứt độc quyền vàng miếng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.